Rồi chào mọi người. Thì hôm nay chắc có thể học khá là nhiều, không phải học về những cái gọi là cái how to mà học về cái why, khá là nhiều từ nguyên và thường thì chắc có phần là gọi là cái hay nhất mà mình thấy không ai học được, đó chính là 90 ngày. Tại vì thật sự mà nói cái vấn đề này, cái lúc mình đầu mình làm quen á thì cái thời gian nào rất là khó, đặc biệt cái tuần đầu mình làm đẻ ra một ngày cố gắng đẻ video thực sự rất là khó. Thì giờ sau một tháng đi thì việc đẻ video nó cực kỳ đơn giản, ví dụ như bắt đầu một tiếng đến tiếng rưỡi là xong một video. Thì đó là một cái mình cũng thấy rất rất là hay. Và còn một cái ý nữa để mình nói lại, à thêm một cái nữa là cái sự hiện diện. Thì nãy Hường vừa mới chia sẻ là à phải hiện diện, thì mình cố gắng hiện diện với mọi người để mọi người thấy mình có gì, có thể là mốt sau này chúng ta có cơ hội chúng ta gặp nhau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái đó là hai cái mình thấy học nhất hôm nay. Cảm ơn Hường và mọi người. Cảm ơn anh Khoa Võ. Rồi tiếp, xin mời Thảo Nguyễn. Nói chung là hôm nay buổi đầu tiên học cho mà đã sau khi nghe thầy và cô chia sẻ thì đã tiếp dẫn rất là nhiều năng lượng cho em để em tiến tới cái công việc này. Nói chung là bài học thì có quá nhiều ý hay, em bây giờ em đang phân vân em không biết là ý nào là hay nhất trong bài học luôn. Nhiều thứ quá, nhưng mà chỉ ít là sau bài học này thì có thể là em cũng đã biết được là sang tuần tới hoặc là ngay trong ngày mai là em có thể làm gì rồi. Thì cảm ơn thầy và cô rất là nhiều ạ. Người phải trả lời được cho mình cái câu hỏi why. Đấy, tại sao phải làm điều này? Nếu mà chúng ta chưa làm điều, chưa có giải thích cho bản thân mình hiểu tại sao phải làm điều này, tại sao phải làm affiliate marketing, tại sao phải kiếm tiền trên mạng giai đoạn này, thì cơ thể mình nó sẽ không cho mình làm điều đấy đâu. Nên là đầu tiên anh em đừng có hỏi là làm nào để đăng ký hosting làm gì, hoặc là cái hosting domain là cái gì, hoặc là cái email marketing, cái get response là cái gì. Điều đấy nó không quan trọng đâu. Bây giờ ấy là cái điều quan trọng là chúng ta hãy tìm hiểu về cái mảng affiliate marketing, mảng kiếm tiền trên mạng, tiếp thị liên kết này, và đặc biệt là kiếm tiền ở những cái kênh affiliate thân thuộc như là Clickbank để là cho người mới bắt đầu. Thì đó là cái nơi mà chúng ta bắt đầu và tìm hiểu xem tại sao bây giờ chúng ta cần dẫn thân. Bởi vì khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi tại sao rồi thì cơ thể mình, tiềm thức của chúng ta mỗi người á nó rất là mạnh cả nhà. Mọi người có biết là chúng ta chỉ mới sử dụng được 5% của não bộ không? Thực ra chưa được 5% đâu, 4 phẩy mấy phần trăm thôi. Và những cái người như Darwin Dyson, những cái nhà khoa học ấy, thì họ mới sử dụng được 5% hoặc là nhích hơn 5% cái giá trị của não bộ, sức mạnh của não bộ của chúng ta thôi. Còn lại thì chúng ta sử dụng ít lắm. Vậy nên là chúng ta chỉ cần trả lời cho não bộ và bản thân mình lý do tại sao chúng ta phải dấn thân vào mảng này, thì chúng ta sẽ có rất là nhiều nguồn lực để chúng ta làm được. Vậy nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ là tối nay ấy, làm luôn ấy, có thể là thức tới sáng. Nhiều khi Hường đam mê quá Hường cũng thức trắng đêm tới sáng, mà anh em có những đêm thay đổi cuộc đời, ngồi nghiên cứu kỹ lên về cái mảng này để lần sau khỏi phải họ phải giải thích, phải tạo động lực gì cho anh em hết á. Bởi vì chỉ có động lực nó đến từ bên trong mình mới là động lực chúng ta sẽ không bao giờ biến mất. Còn động lực được tạo từ bên ngoài nó sẽ biến mất nếu mà cái người tạo động lực của chúng ta biến mất, hoặc là đội nhóm của chúng ta biến mất. Những người thất bại trong cuộc đời là những người hay hỏi, hỏi bạn bè của mình, hỏi anh chị em của mình, hỏi tùm lum hết là tôi phải làm như thế nào, cho lời khuyên cho tôi đi, là đấy là những người thất bại. Những người mà thành công là những người phải tự ra quyết định, và chúng ta phải phải có thể hỏi kinh nghiệm của người khác, nghe chia sẻ nhiều, học hỏi nhiều, nhưng chỉ mình mới là cái người ra quyết định và chúng ta tạo được cái động lực bên trong. Nên là anh em phải tìm hiểu kỹ tại sao phải tham gia mảng affiliate marketing thời điểm này, đặc biệt là thời điểm này. Có thể là 2-3 năm trước là có quá nhiều cơ hội, chúng ta có thể khởi nghiệp truyền thống, mở quán trà sữa, cà phê rồi, nó nhiều thú vị đúng không? Thời điểm này thì đó là cái thời điểm rất là hot. Giờ giờ làm gì được nữa đâu. Vậy nên là phải trả lời được câu hỏi tại sao. Đấy. Và Hường ở trong nguyên một năm dấn thân vào NLP thì mình thực sự là trả lời được câu hỏi là khi mà cái câu hỏi tại sao nó sức mạnh đến cỡ nào. Nên có một câu rất là quen thuộc anh em
luôn nghe ở phía trước đây, đó là hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao. Nếu mà chúng ta không thể nào bắt đầu với câu hỏi tại sao thì chúng ta bắt đầu với cái what, cái gì, hãy làm như thế nào, rồi đâm đầu vào đấy, rồi cũng không biết mình đang ở đâu giữa đại dương bao la. Thì ngày hôm nay là ngày thứ năm và ngày hôm qua là ngày thứ tư. Thì mình như thường lệ thì cho mọi người thấy là cứ thứ tư hàng tuần thì nhiều anh em bắt đầu là làm gì. Đợt trước ngay từ những video đầu tiên Hường có chia sẻ đấy, Hường cũng nói là Hường không có muốn chia sẻ cái tên của cái người này, bởi vì khi mà mình chia sẻ tên hoặc là anh đại diện thì mọi người hoàn toàn có thể lên Facebook và search người đó ra, và mình cũng chưa xin phép là họ là mình được chia sẻ họ lên internet, nên là thôi mình cứ giấu cái tên đi cho an toàn theo pháp luật Việt Nam và pháp luật thế giới luôn. Thì đấy là cứ nhiều anh em danh số như này là được. Này đây cả nhà, đây là danh số của một ông, không phải là tức là ông này á, tức mọi người chạy lâu năm ở trên mạng xã hội á, thì mọi người tức là mình làm nhiều kênh traffic thì mình sẽ thấy đó là có những cái mà có những cái nó vướng mắc chúng ta phải giải quyết. Ví dụ như chúng ta sẽ có rất là nhiều tài khoản Clickbank, một người như thế ấy, thì tạo khoảng cỡ tầm chục cái tài khoản Clickbank là chuyện bình thường, và một tài khoản ông chụp cái kết quả đó cho Hường thì mọi người ta thấy là kết quả có tài khoản như thế này đâu tận tháng trước mới được 1.000. Vẫn thấy màn hình đúng không anh em? Thấy màn hình đúng không? Ôi trời. Sao không ai nói gì hết vậy? Nãy giờ xem màn hình, mình tưởng cứ xem màn hình rồi. Chưa có gì ạ. Rồi thấy chưa? Thấy rồi ạ. Rồi đấy. Thì ý là xem màn hình cái chỗ này á, là cứ thứ tư hàng tuần thì mình cũng giữ mối quan hệ với học viên cũ bằng cái cách là đổi đô la. Thay vì họ rút về Việt Nam đồng thì tỷ giá chỉ có 22.300. Còn đổi Hường thì Hường lấy được 22.700, lời được 500 đồng. Nên là họ thường đổi, nên mọi người xem nè. Đây là kết quả thời gian vừa qua. Tức là họ có khoảng cỡ trên 10 cái tài khoản Clickbank như thế. Bởi vì mỗi tài khoản nó sẽ có một nhiệm vụ riêng, nên mọi người sẽ thấy là cái đô la ấy nó hơi bị rời rạc. Tức là có tài khoản thì tuần trước rất là nhiều, tuần này không có. Có tài khoản thì tuần trước không có, tuần này nhiều, bởi vì đã phân phối ra nhiều cái đó cả nhà. Đây là những cái thời điểm gần đây luôn. Cho anh em xem một chút. Ví dụ như đây là một cái kết quả, một cái ID khác, cái kết quả ví dụ như là kết quả tuần vừa rồi. Từ vừa rồi, đây là chụp cái tuần trước chứ không phải tuần vừa rồi. Đấy, tuần trước thì kết quả là 1.000+ đô đấy, thì khoảng có tầm 10 cái tài khoản. Một số cái lý do chúng ta cần phải tạo nhiều tài khoản thì bây giờ anh em cũng không cần biết đâu. Đến lúc đấy tự nhiên cái mình sẽ tạo nhiều tài khoản thôi. Nhờ nhiều biết nhiều quá tẩu hỏa nhập ma. Đấy, mọi người sẽ thấy là có những cái tuần mà đấy, có những cái tuần thì nó như vậy. Không, kết quả đây là 2020 rồi anh em ạ. Đấy, bắt đầu 2020 là làm được những cái số đấy đúng không? Sau đến 2021 thì bắt đầu là phải đưa ra cái chiến lược khác, đó là phân phối ra nhiều cái tài khoản. 2020 thì quốc một tài khoản đâu cần nhiều tài khoản đâu. Đến năm 2021 thì mình sẽ có những cái khác, bởi vì mình sẽ phải làm phân phối ra nhiều cái tài khoản giống như vậy. Có tài khoản thì 400+ đô, có tài khoản 2.000+ đô, 4.000+ đô đấy, thì nó sẽ đấy. Và nhiều người khác nữa cả nhà. Có nhiều khác. Thường á, bữa nay khi mà mình kết nối với nhiều anh chị ở trên mạng thì có một cái lợi thế á, đó là mình khi nào mình cần đô, chỉ cần cô giáo cần đô, anh em sẽ cổ vũ. Tức là chỉ cần mình lúc nào mình có những lúc Thường cần đô la lắm. Đây, ví dụ như mọi người thấy là anh ấy tuần vừa rồi gửi cho Thường 10.971 đô, ví dụ vậy. Thì nói tóm lại là có những lúc Hường rất là cần đô la. Thì mình chỉ cần lên tiếng là ê, em hôm nay cô giáo cần 10.000 đô, em có không, chuyển cô gấp cái có 10.000 thì bạn chuyển liền, mình chuyển tiền Việt cho bạn lấy. Tí có những trường hợp cấp thiết, tức là mình có những cái mối quan hệ mình xây, không phải là đùng cái mình xây những mối quan hệ có những nhiều người có đô la như vậy đâu cả nhà. Mà phải dành có thời gian. Bởi vì có những lúc ấy, mọi người biết không, có những lúc là Hường mua đô la. Thường mua đô la, không, thôi, nói chung là liên quan tới tiền nên là nó nhạy cảm. Thôi tạm thời khi nào ông nào có nhiều đô thì Hường sẽ tư vấn riêng. Thì tới bữa Hường nói là
chúng ta cần phải bắt đầu với câu hỏi tại sao để mà chúng ta làm cái mảng này. Và hồi nãy anh Nguyên cũng nói có một câu rất là hay, đó là chúng ta thường hay nghe lời khuyên, thì những người nào không được thì họ sẽ khuyên là làm, đừng làm. Bởi vì là mọi người có nhận thấy chính bản thân mình cũng hay khuyên cái người khác làm cái việc mình đang làm, đúng không? Ví dụ như mình hay khuyên mình thích mua đồ từ cái shop đấy, thế mình lại khuyên bạn bè anh chị em của mình tới cái shop đấy mua. Hoặc là mình đăng ký mình học thầy Phạm Thành Long, mình thấy ôi thầy Phạm Thành Long hay quá, mà không biết cái người kia có nhu cầu hay không, nhưng mà mình lại thích mời họ tham gia làm cái việc giống mình đấy. Nên là thường ấy, những người họ làm mà họ không được họ cũng thôi đừng có làm. Nói chung là đừng có làm chung cho vui như vậy đó. Này đại khái là trên trong cuộc sống này có rất là nhiều cạm bẫy như vậy. Và có một cái điều đó là thực ra kiến thức một số mình chỉ cần chia sẻ cho mọi người là cái mọi người có hình dung tư duy thôi. Còn why, cái đầu tiên là mọi người phải biết why là cái đầu tiên nè. Cái thứ hai tiếp theo nữa là mình sẽ cho mọi người biết là một số cái why là quan trọng nhất rồi đó. Còn cái how với cái what ấy, thì anh em có thể làm được ở trên tìm được ở trên internet. Rồi bây giờ để Hương mở cho mình sẽ vẽ cho anh em thêm một cái đây nữa nha. Vẽ một cái sơ đồ bắt buộc là dù thị trường Việt Nam hay thị trường nước ngoài thì chúng ta cũng đều cần phải làm tốt cái sơ đồ này nếu mà muốn thành công rực rỡ. Thì những ngày đầu Hương mới khởi nghiệp ấy thì mình ấy những ngày đầu mình mới khởi nghiệp ấy thì mình hay mình biết ít đó. Mình biết ít cực kỳ luôn. Mình không biết là cái hosting, cái domain nó là cái gì và cái landing page ngày đó còn bây giờ người ta lên tới tầng mây ngày đó. Mình còn đi học cách viết. Mình cứ nghĩ là phải muốn làm website là phải viết code, phải biết viết code. Nhưng thực tế là đâu cần viết code đâu, chỉ cần 5 phút là có một website. Tới bây giờ thì mình cũng đâu có biết đâu. Ý Hường đang nói là ngày đó Hường lú lắm, nhìn ngu lắm. Thế nhưng mà Hường có một cái biệt tài. Hường có một cái là không biết anh em có hay không, nhưng mà Hường có một cái hay lắm. Hường kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau. Anh em có cái tính đấy hay không, nhưng Hường kết nối tất cả mọi thứ lại với nhau. Nên là nhiều người ấy ngoài kia học biết thứ nhất là biết làm website này, biết làm email marketing này, biết chạy quảng cáo này, rồi biết làm free traffic này, biết xây kênh YouTube này, biết cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết. Nhưng mà tại sao họ không thành công? Mọi người có nhận thấy xung quanh mình có rất là nhiều người biết cái gì, biết tùm lum, biết mọi thứ trong cuộc đời này, cái gì tới liên quan tới internet, công cụ được các kiểu là biết hết. Nhưng mà không thành công, mọi người biết tại sao không? Thiếu một cái yếu tố, đó là kết nối lại với nhau, connect lại với nhau. Nên á, có một cái câu mà Hường học từ một cái người thầy, ông ấy là được top 30 Forbes ở châu Á mình. Thì ông ấy nói là không quan trọng bạn có bao nhiêu trải nghiệm đâu, không quan trọng bạn có bao nhiêu kinh nghiệm đâu, mà cái điều quan trọng là bạn nhớ được bao nhiêu kinh nghiệm trong đấy. Nên là không quan trọng mình biết quá nhiều thứ ở trong cái pen này, tức là quá nhiều thứ trong cái internet marketing, mà cái điều quan trọng là chúng ta biết connect nó lại, kết nối nó lại thành một cái mạng lớn. Chỉ cần bao nhiêu đây là mọi người cũng giàu đủ rồi. Mọi người hiểu ý Hương không? Nên là bây giờ chúng ta học ấy, là anh em phải học với cái tâm thế đó, là học phải thực sự hiểu, khám phá và kiến thức đó là của mình, để mình mới có thể connect nó lại, mới là kết nối nó lại. Nếu anh em mà học mà không kết nối nó lại thì học tới già cũng không bao giờ thành công được đâu. Nên là có những người gọi là tỷ phú tự thân trẻ, là những người rất là trẻ thôi họ đã có những kết quả rực rỡ, nhưng những có những người đến 60-70 tuổi họ mới thành công, bởi vì thiếu cái tố connect nó lại, kết nối nó lại. Tại sao? Mà làm thế nào để connect nó lại được, để kết nối nó lại được, thì anh em là phải hiểu sâu mới connect nó lại được. Bây giờ Hường chia sẻ thêm một cái kỷ niệm đầu tiên mà Hường connect nó thành, một trong những cái đầu tiên mà Hường đã connect nó thành công, và mình cảm thấy bây giờ thực ra là tới thời điểm này khi mà mình nhìn lại á, mình thấy là nếu mà ngày đó mình biết quá nhiều thì đảm bảo với mọi người là Hường không thành công đâu, không biết không được kết quả đâu. Nhưng mà Hường connect nó ban đầu ấy, thực tế là Hường không có biết làm website đâu. Ngày đó là có một anh ông thầy thì cũng dạy làm website, ngày xưa họ theo đuổi thầy, nhưng mà thầy ấy, những cái bậc thầy, những cao thủ họ có dạy website không? Họ không dạy website đâu cả nha. Không có ông nào mà gọi là bậc thầy về internet marketing mà đi dạy cách làm website đó. Cao lắm là họ có bộ video họ để ở trên đâu đấy và chúng ta lên học thôi.
hoàn toàn dạy về cái gì, anh em có thể bình luận xuống cho Hường biết là anh em đang nghe không. Đúng rồi, chính xác là đang dạy về, hoặc toàn dạy từ tư duy thôi. Còn dạy ở như thế này, dạy làm website, dạy làm nào để đăng ký hosting, đăng ký tên miền, đó là dạy ở tái độ là cấp độ là watch rồi. Tức là thực ra dạy mấy cái đó là phải mọi người có thể search Google học đại khái như thế. Hồi đấy Hường không biết làm website đâu, mà ông thầy của mình ấy, thì ông lại không dạy, ông lại không dạy nha. Thì mình mới học lỏm từ một cái ông nào đấy. Trời, hồi đó hên ghê luôn á. Hường nó thiệt là hên cực kỳ. Là còn Hường tham gia một cái chương trình nào đấy miễn phí, cái ông kia, anh nào đấy, anh cũng không có giàu đâu, nhưng mà anh biết làm website. Thế là anh chỉ cho mình cách làm website rất là dễ thôi. Hồi đấy anh còn dùng cái phần mềm Insta Builder Crack kìa. Phần mềm bản Insta Builder bản Crack á. Nhưng mà giờ nhiều anh em đăng ký trang thành viên là được sử dụng bản quyền đó. Sau này Hường nâng cấp nó lên bản quyền hết để dùng cho nó mượt, cho nó sướng. Tại sao mình phải dùng Crack? Đấy. Thì ở trong đây á, thì mình mới biết làm website. Đấy, thì sau đấy mình biết làm sao mình gắn cái tên miền đúng không? Ui, từ lần đầu tiên mình kêu, ủa tomatohuong.com à? Web của mình lên website rồi kìa. Trời ơi, vui. Đó, lúc đó mình vui lắm. Sau đó nhiều ý tưởng nảy ra. Ủa, nếu mà làm website được như thế thì chúng ta có thể làm website, click ra website rồi lại ra website. Ra website rồi click trong website nó lại ra website nữa. Trời ơi, mừng quá trời mừng. Đấy. Là như thế thôi, Hường chỉ biết nhiều thế thôi nha. Một người ở Hường là một cái sinh viên trường đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, biết luật thôi chứ biết quá gì website đâu. Đấy, Hường cũng khai thật là mình không phải là một chuyên gia về mấy cái kỹ thuật này đâu. Sau đó đúng không, ông ấy bảo ấy, thực ra ông thầy của Hường ấy, ông dạy có nhiêu đây à, để cho mọi người biết nha. Thôi Hường vẽ bên đây thì bây giờ bỏ hình này đây. Bên đây coi như đây là một cái website đi. Đấy, ông thầy của Hường dạy đây là website. Ok, mày làm sao mà cho traffic vào đây, khách hàng vào đây. Thôi làm lại đi anh em. Tình gớm quá. Đây, thì bây giờ như này. Đây, thí dụ như ông thầy ông Hường dạy, ông thầy Hường nói ông thầy cho vui chứ không phải là Hường khinh miệt gì ổng đâu. Hường nói ông thầy cho anh em nghe tiếng nhân giả nó dễ hiểu chứ không. Hường nói tiếng Hàn Lâm quá, ông ngủ mấy ông ngủ hết. Nên ông thầy của Hường ấy, Hường rất là mến ông luôn ấy. Ngày xưa mà qua Singapore ấy là gặp ổng hello, cái ổng là hello tomato, mà nguyên cả lớp cả ngàn người không nhớ đứa nào nhớ mỗi tomato. Tại vì mà đặt tên nó sốc, nên là anh em cũng lưu ý là mình đặt cái tên ấy cũng là một cái điều để cho chúng ta marketing nha. Dịch ra tiếng Việt nó là cà chua đấy, hello cà chua, trong tiếng người ta tưởng tượng tới quả cà chua người ta nhớ mình nè. Đấy, thì đấy ông cứ dậy ra, ô mày có một website đúng không, website của mày đấy, và sau website đó họ click là ra cái trang bán hàng. Ví dụ như mọi người đang làm cái trang trên Clickbank thì đây là cái trang ở trên Clickbank nè. Click ra là trang Clickbank, ai vào tới đây rồi phải thấy thích cái sản phẩm là họ mua hàng liền. Họ mua hàng là mình sẽ bắt đầu có hoa hồng ngay tại đây. Mọi người hình dung cái sơ đồ này chúng ta đã nói quá nhiều lần rồi, Hường không nói lại đâu. Nhưng mà đấy là đại khái ông dạy là ô mày làm cái website này đi, mày dẫn ra mày biết email đi ở trong cái đây nè. Tức là họ điền vào cái form rồi họ thấy được website, và sau đấy là vào hệ thống thư tự động, và ở đây là cái trang bán hàng. Hiểu không ta? Đây, sau khi họ điền cái email vào đây thì email của họ sẽ vào hệ thống thư tự động, và ở đây là một cái trang bán hàng. Đó, thì trang bán hàng mình lấy ở trên Clickbank. Thì sau đấy thì ông mới bảo là ờ mày kéo traffic vô đi, mày tìm cách mày làm sao cho có người click vô đây đi. Mày cứ tìm mà cách mày làm sao kìa, mày với tao đâu có chỉ. Ông chỉ mày đúng như đấy mà cái khóa học mắc tiền lắm anh em. Mắc lắm. Chờ bậc thầy mà còn lâu ông mới chỉ how to nha. Thì Hường cũng phải mày mò, chạy xong rồi mà ông chỉ làm website mà. Ông không có chỉ làm website đâu anh em. Cái website này là ông chỉ bằng một cái tool. Cái tool này chỉ cần làm 5 phút là ra. Thế nhưng mà cái tool đấy á, là nó có một cái nhược điểm, đó là nó chỉ viết được một số cái phông chữ nhất định thôi, và nó không có sửa được hết á. Nó y chang, mình chỉ sửa được chữ ở trên đấy thôi, mình không thể thêm template, không thể thêm hình ảnh, không thể thêm tùm lum hết. Đấy, sau rồi mình học cái ông miễn phí kia, mình có được một cái website mình thấy hơn quá. Mình thấy hơn quá đúng không? Để xong cái mình về mình sáng tạo, xong cái mình đi học chạy quảng cáo, mình kêu bây giờ ấy, bây giờ mình cũng về mình đi kéo, mình đăng Facebook mình cũng như vậy, ngày đó đi spam các diễn đàn đủ các kiểu, thì không ra thì mình mới học một cái chạy quảng cáo. Thực ra mình cũng đây là một cái mà hơn đó. Lúc đó mình chạy học chạy quảng cáo biên mình cũng hơn thực sự luôn á. Mình chạy học, mình đắm chìm vào chạy quảng cáo biên S, không biết mình thấy được cái chạy quảng cáo biên ở đâu đấy. Có thể là nó lực hấp dẫn của vũ trụ, ông vũ trụ ông thấy mình tội nghiệp quá, đắm chìm bao lâu mà không thành công, nên ông đưa mình đến một cái từ khóa gọi là chạy quảng cáo biên. Đấy, mình mới đắm chìm vô.
Mọi người yên tâm đi, khi mà mọi người cố gắng đủ lớn, vũ trụ sẽ mang đến thôi, và mọi người cứ chấp lấy thôi. Ông vũ trụ chỉ mang đến cho Huyền một cái từ khóa binh thôi, chứ ông đâu chỉ là làm nào thì mình mới đắm chìm vào đấy, thì mình bắt đầu chạy quảng cáo. Thì lúc đầu chạy quảng cáo binh đúng không, chuyển cáo binh thì lần đầu tiên Huyền chạy vô cái landing page này, Huyền lấy chạy quảng cáo binh từ quên chạy vào cái landing page này. Trời ơi, Huyền chạy quá trời chạy. Tức là ngày đó còn ngu và mới làm biết làm website thì xấu quá, mà tiếng Anh thì không rành, phông chữ thì nói chung con mắt thẩm mỹ nó cũng không có được đẹp lắm. Thì sao ta, thì anh em comment, anh em nhớ comment tương tác nha. Thời buổi này, tới thời buổi này rồi mà nhiều người còn làm biến học, đang học với nằm là không được đâu, phải ngồi dậy mới được học. Nằm thì mình cảm thấy mình không tự cảm thấy nhục. Học mà nhà nằm rất chữ hết đấy. Thì mình sẽ từ binh á, mình kéo vào đây xong mình qua đây đúng không, thông thường chúng ta làm vậy. Và ông thầy Hường là người dạy như thế, và mình làm theo như thế, đúng là làm theo. Và thực sự là sau này á, khoảng cỡ 2 năm sau, gần 2 năm sau thì Hường rất là rành cái hệ thống này. Nhưng mà cái thời điểm đấy xong cái Hường nghĩ, ngồi tư duy mình, tất cả những cái điều mình biết đó là một cái landing page với một cái chạy quảng cáo binh thôi, mình không còn biết cái điều gì khác hết. Thì mình cứ đắm chìm vào nó, mình tìm cách. Sau một ngày Hường mới phát ra một cái ý tưởng điên khùng, đó là mình bỏ luôn cái đang landing page, mình chạy trực tiếp vào cái đây luôn đó. Cái thời điểm đó, trời ơi mọi người biết không, cái thời điểm đó Hường bỏ cái landing page, mọi người biết không tại sao cái landing page mình nó ngu quá mà. Nó đâu có biết gì đâu, tiếng Anh gì đâu mà cụ bắp mà viết nó cứ lỗi lên lỗi xuống, mà nó hình ảnh thì cũng xấu quắc nữa. Tóm lại là Hường làm bị lỗi chui rành, thế là Hường bỏ luôn cái landing page, Hường chạy trực tiếp vào cái trang bán hàng kia. Wow, trời, đấy là những cái sale đầu tiên mà Hường nói Hường kiếm 800 đô đầu tiên ấy, là 800 đô mà trong một tuần ấy, là Hường lúc đấy là mình cảm thấy sốc nhất. Thì đấy là cái thời điểm gọi là mình connect tất cả mọi thứ, trong khi á những người, mọi người biết không, cái thời điểm mà năm 2018 là cái thời điểm đấy Hường mới đầu mở lớp rồi, mới bắt đầu dạy chia sẻ về cái những cái điều này. Thì năm 2018 ngoài kia thực sự là người ta đã biết tới Clickbank, người ta làm trước đây rất là đông, và đặc biệt là năm 2015 thì họ đã có những doanh số khoảng cỡ tầm một vài nghìn đô mỗi, có thể là một ngàn vài nghìn đô mỗi tuần, lúc đấy một vài nghìn đô mỗi tuần đúng không. Xong rồi đấy mình thấy có nhiều nhân vật nổi tiếng ở, đặc biệt là Việt Nam mình cũng có nữa, cũng vài nghìn đô mỗi tuần. Nhưng mà ngày đấy hình như là không có mở lớp thì phải, không biết sao sau này ông cũng không làm nữa. Thì có thể là làm nhưng mà bây giờ đổi sang bất động sản hết rồi. Thì lúc đấy mình cũng biết có một vài người anh mà ông ấy là ông đã biết tới Clickbank năm 2008 rồi. Đấy, năm 2018, 10 năm sau ông mới kiếm tới mình tham gia một cái lớp học chuyên sâu của Hường. Thì lúc đấy Hường mới bắt đầu có những doanh số rất là rực rỡ, trong khi ngoài kia người ta biết rất là lâu rồi nhưng mà người ta không biết cái phương pháp này. Sau này thì Hường mới đạt doanh số cũng khá là cao ấy. Sau đó mình mở lớp chia sẻ thì bây giờ học viên của mình đã có những người trên 20 người đô mỗi tuần ấy. Hường cũng chia sẻ hôm trước rồi. Đấy, có những nhiều người đạt 20 người đô mỗi tuần là cũng bắt đầu từ những cái thứ đơn giản như thế này. Nên là anh em cái bí mật ở đây là connect tất cả mọi thứ, không cần biết quá nhiều đâu. Nên là biết cái gì thì chúng ta connect hết lại, chúng ta làm. Chứ ngày xưa Hường đâu có giỏi tùm lum mọi thứ đâu, nhưng mà mình đã có rất là nhiều đơn đầu tiên từ cái việc kết nối những cái thứ gần lại với nhau. Nên là cái điều bây giờ như thế này nữa nè, nhưng mà lưu ý cho cả lớp ấy là sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Vậy nên đó là khi mà tới thời điểm này á, thì Hường cũng cho mọi người biết là bây giờ chạy trực tiếp binh là rất là căng, bởi vì là anh em phải tìm cách tạo tài khoản binh á. Bây giờ Hường cũng nói thẳng luôn, tài khoản binh tạo rất là dễ chết, nên á là anh em là phải tự tìm cách tạo tài khoản binh. Nếu mà tạo tài khoản binh được thì Hường cũng có chia sẻ rất là nhiều về tài khoản binh. Bây giờ Hường vẫn đang chạy quảng cáo binh ads rất là nhiều mỗi ngày, và lượng học viên của Hường ấy, một lượng lớn họ cũng đang chạy quảng cáo binh mỗi ngày, nhưng mà họ biết cách tạo tài khoản binh theo một cách khác thường, chứ không phải một cách thông thường. Và thực tế trong cái hành trình này á là có khá là nhiều thử thách, mọi người biết không. Để tạo được một cái tài khoản binh ấy thì có một hoặc một vài nào ông ấy nào đấy nắm giữ cái bí kíp, và khi biết được cái bí kíp đấy thì ông mới tạo ra doanh số rất là lớn trong cái thời kỳ mà nhiều người bị khóa tài khoản binh như vậy. Thì khi mà nắm giữ bí kíp đấy, ông chỉ chia sẻ cho một vài người nhỏ bé nào đấy ông tin cậy và ngày xưa đã từng chia sẻ và giúp đỡ cho ông thôi, đúng không anh em? Mình đâu có ngu đâu mình chia sẻ ra ngoài. Vậy nên á
là bây giờ ấy là việc của chúng ta là cũng ngoài cái việc mình tự làm nữa, mình hãy xây dựng cộng đồng xung quanh mình, hãy cho đi thường xuyên, cứ không cần biết là sau này sẽ nhận lại được gì, điều gì, nhưng mà biết đâu một ngày mình sẽ nhận lại được. Ngày xưa thì mấy ông kia cũng đâu có biết là sau này cái bí kíp nằm ở một cái ông trong trong nhóm đâu. Đấy, thế là cũng giúp đỡ, chia sẻ đồ các kiểu cho đi, và cũng không suy nghĩ nhiều cho đến ngày ông khám phá ra bí kíp ấy. Ông chia sẻ cho cái người mà ngày xưa ông mến nhất giúp đỡ ông, có thể là tạo một cái nguồn cảm hứng cho ông biết một cái bí kíp nào đấy. Đấy thì để mà thành công trong mảng này, chúng ta sẽ dùng, nói tóm lại là để thành công trong mảng này á, là mọi người biết không, ví dụ như ngày xưa năm 2015 á, gì doanh số vài nghìn đô mỗi tuần là chúng ta ủ ghê ta, 2.000 đô mỗi tuần hả, thật là đáng sợ đúng không? Trên Clickbank, thường đang nói trên Clickbank chứ không phải là các kênh khác đâu. Đấy, thì ngày đó thì như vậy, nhưng mà cho đến thời điểm này thì 2.000 đô mỗi ngày, mọi người cứ tự nghĩ đi, ví dụ như một tuần họ kiếm được 20.000 đô, 20.000 đô đây là sự thật chắc chắn, 20.000 đô thì mỗi ngày mọi người có thấy là họ kiếm được ít nhất là 2.000 đô không? Hay nói cách khác, trung bình là phải 3.000 đô mỗi ngày. Ngày xưa 3.000 đô mỗi tuần hốt hoảng. Đấy, đấy là cái sự một số nhóm nhỏ họ biết được điều này thôi, bởi vì họ chia sẻ kiến thức với nhau, họ có gì vậy? Ông nào vậy? Đóng tiền phạt nha. Hôm sau đóng tiền phạt á. Thì đấy là cái mà thường đang nói tới cái chỗ là chỗ gì ta? À, để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình ấy, chúng ta phải sử dụng toàn bộ cái chiến lược, bởi vì nó xứng đáng để anh em theo đuổi không? Mảng này đây là bây giờ là con số chắc chắn là mọi người sẽ có thể, chắc chắn là có thể đạt được, rất là đã có người đạt được, nhiều người đạt được. Thì chúng ta phải sử dụng tổng hợp các nguồn lực khác nhau, dùng mọi cách, mọi chiến lược để chúng ta đạt được. Một ông thầy không cũng không đủ đâu anh em ạ. Mình phải tự tạo động lực cho mình và mình tự tìm cách thầy nó. Đây là ví dụ như tìm một người thầy. Đấy là yếu tố số 1 đúng không? Tìm một đội nhóm. Đấy, tìm một khóa học. Rồi tìm một cái cho đi miễn phí. Cho đi liên tục, kết nối, xây dựng mối quan hệ. Đấy, và chúng ta thường học hỏi thường xuyên, liên tục điên cuồng, hy sinh nhiều thứ để chúng ta đánh đổi nhiều thứ để chúng ta học. Tức là có nhiều yếu tố để chúng ta đạt được cái mục tiêu này. Vậy cái sự cho đi, giống như nãy anh Nguyên chia sẻ đấy, mình cứ cho đi, ngày xưa do nhiều người không biết quá chia sẻ thành ra sau này nhiều người họ giúp đỡ mình những thứ khác, mình biết biết kíp, mình chia sẻ thì sau này họ cho mình những thứ khác, nên là anh em phải dùng mọi gì, mọi chiến lược, chúng ta nhiều dụng gọi là kết hợp nhiều chiến lược khác nhau để chúng ta đạt được mục tiêu. Còn anh em mà sử dụng ít chiến lược quá, nếu mà chúng ta không sẵn sàng mà để theo cuộc chơi này thì ngay từ đầu mình thôi đừng tham gia cuộc chơi này, tốn chi mất công, mình phải dùng tổng lực để mà làm được cái mục tiêu đấy chứ. Đấy, nếu mà anh em là theo dõi đến cái thời điểm này là Hường tin là cả lớp mình đã là những con người mà đã tìm hiểu tới affiliate marketing chứ không phải là người mới bắt đầu. Trong đây có ông nào mà chưa có xem một cái video nào là affiliate marketing không? Chắc không đâu, không rảnh đâu mà ngồi tới thời điểm này. Và đấy là cũng là một cái sự cố gắng nào đó. Nên là chúng ta phải tìm hiểu câu hỏi tại sao và phải chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để chúng ta chiến đấu trong một cái thời kỳ. Hường có một cái câu nói mà Hường chia sẻ rất là nhiều học viên của Hường, nếu mà nghe thì biết đó là lì đòn, thằng nào lì đòn nhất là thằng chiến thắng. Lì đòn ấy, lì đòn. Thằng lì đòn nhiều nhất là chiến thắng. Mọi người biết không? Trong cái thị trường này, hồi nãy Hường chia sẻ tới Bing S đúng không? Nó là một cái kênh. Và một cái thị trường affiliate đưa ra, ví dụ như ở đây là một affiliate marketing nói chung. Và trong affiliate marketing này chúng ta sẽ có là gì? Clickbank, có Hot, có GetResponse, có hệ thống gửi thư tự động, có nhiều thứ xung quanh affiliate marketing này. Và mỗi cái á, tại mỗi thời điểm thì chúng ta có những cái cơ hội khác nhau. Ở đây Hường lấy ví dụ Clickbank chứ nó không phải là chỉ có Clickbank mới là affiliate marketing nha anh em. Thì bây giờ ví dụ như có nhiều kênh như thế, và chúng ta sẽ có sự lựa chọn nào? Ví dụ đây, ví dụ như một cái người mà họ giỏi về GetResponse, họ giỏi về email marketing, Hương hẹn gọi email đi,
để quảng bá các sản phẩm Clickbank với một người chỉ giỏi quảng cáo thôi, rồi một người khác là chỉ giỏi được cái làm project, làm Instagram đấy, một người giỏi chỉ là giỏi Facebook, một người chỉ giỏi là giỏi YouTube thôi. Đấy, khi mà chúng ta chỉ nắm trong tay một cái vũ khí này, vũ khí đấy, một thời điểm nhiều khi mình trùm vũ khí email không, thì mình mỗi có một sự lựa chọn email thôi. Nhưng mà khi chúng ta nắm trong tay nhiều cái vũ khí này thì chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Đồng ý không anh em? Ví dụ như hồi nãy Hương chia sẻ về kiếm tiền Clickbank ở trên kênh gọi là trên Bing, và chúng ta quảng bá các sản phẩm đặc biệt là trên Clickbank như thế. Thì ngày đó Hương có một cái công cụ, ngày đó thôi, nhưng bây giờ nhiều công cụ hơn, công cụ thần thánh là chạy quảng cáo. Năm 2017, 2016 gì đấy. Thì quảng cáo Bing. Thì khi mà công cụ này nó ra, thí dụ như bị chết tài khoản trong thời gian qua, thí dụ vậy đúng không? Thì mình mất súng là địch nó giết mình mất rồi. Nên đó là anh em chúng ta cần phải sở hữu nhiều cái công cụ đa kênh để chúng ta có thể là chinh phục được cái affiliate marketing này. Chúng ta cần phải trang bị cho chúng ta nhiều súng. Thì cái công cụ hôm trước Hường cũng có chia sẻ về free traffic, thì bây giờ ấy mình cũng nói thêm một cái công cụ. Hồi nãy có nghe ai nói qua, thì công cụ này là công cụ email marketing ạ. Email marketing là đăng ký ở bên GetResponse. Thì ông nào mà ở trong lớp này, Hường thấy là có nhiều anh em đăng ký lớp chuyên sâu của Hường cuối tháng này, vào ngày 27, 28, 29 tháng này á. Thì cái công cụ này mình nói chung là đợt này thì được tặng, nên là anh em không cần phải đăng ký. Đăng ký hôm nay Hường sẽ hướng dẫn tặng luôn. Thì còn có anh em nào mà chưa có công cụ này thì chúng ta có thể đăng ký cái công cụ tên là GetResponse. Công cụ này á, công cụ GetResponse này là cái công cụ mới và dễ nhất cho những người đang làm email marketing. Bây giờ để Hường nói qua khoảng một phút về email marketing cho anh em hiểu. Hồi nãy Hường vẽ một cái sơ đồ, có phải là đây, vẽ một cái sơ đồ đây. Một cái sơ đồ. Đấy, đây là một cái sơ landing page nha anh em. Hương sẽ kiếm cách vẽ sao cho nó đẹp hơn. Anh em cứ tạm ổn là như thế. Đây, một cái landing page, một cái form bảo người ta điền email vô, tên, email, số điện thoại. Nhưng mà bây giờ làm thị trường nước ngoài không cần số điện thoại, tên, email, thậm chí là ông thầy của Hương, ông chỉ là để email thôi, không cần phải tên nữa. Đấy, và qua đây là cái trang bán hàng đúng không? Trang bán hàng mình lấy ở trên Clickbank, mình lấy trên cái GetResponse hosting và các kiểu gì đấy. Và khi mà họ điền vô phát, họ sẽ thấy trang bán hàng và email của họ sẽ đi vào một cái hệ thống gọi là email marketing. Rồi ok, chỗ này hết rồi, anh em bình luận xuống ok, nếu ai không ok bình luận xuống nha. Phải nhìn và tương tác anh em, cho đâu biết mọi người đang ở chỗ nào đâu mà. Rồi, ok, thì đấy. Thì ngay chỗ đây á là mình sẽ thấy đó là ngày 1 mình sẽ gửi cho họ cái gì, ngày 2 gửi cho họ cái gì. Tóm lại á là theo cái sự đo lường cũng như là theo sự chia sẻ của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực affiliate marketing, thì mình thấy là dưới 1.000 email thì mọi người chưa có, nói chung là doanh số dưới 1.000 email gọi là doanh số chơi chứ cũng không có gì. Tóm lại dưới 1.000 email là anh em chưa có đơn hàng gì mấy. Có 1.000 email trở lên thì anh em mới bắt đầu gọi là có thu nhập, có hiểu email marketing, có thu nhập đấy. Còn nếu mà 5.000 email thì sao? Ông này cái này nghe quen quá trời quen luôn, thì đôn lại mấy giây thôi. Thì nên 5.000 email thì có thu nhập gọi là cũng ổn định rồi đó. Còn 50.000 email thì chúng ta bắt đầu trở thành những cái triệu phú rồi. Đấy. Thì bây giờ như thế này nè. Mình đang nói là cái email marketing là cái này nè. Cái công cụ là gửi email cho khách hàng mỗi ngày đó. Ví dụ như sau khi họ điền thông tin vào email vào đây thì một ngày chúng ta sẽ chăm sóc họ. Và mọi người lưu ý có một cái bí kíp ở đây, đó là chúng ta phải chăm sóc một cái tệp khách hàng nhất định. Ví dụ mình chăm sóc cái phụ nữ, họ đang ở giai đoạn là 18 cho đến 25 tuổi và là những người thích hẹn hò, thì chúng ta phải tập trung vào những cái sản phẩm hẹn hò. Chứ đừng nói là email một kêu bạn ơi, đây là một bí kíp giúp bạn có thể có người yêu nhanh chóng trong mùa dịch. Đấy, bán cho họ cái sản phẩm là bí kíp có người yêu đúng không? Xong cái email thứ hai bảo, bạn ơi dạo này bạn có bị mất ngủ không? Đây là bí kíp giúp bạn hết bệnh mất ngủ. Xong rồi cái email thứ ba, bạn ơi mùa này bạn có bị đau lưng không, là tiêu, là chúng ta bị lệch cái tệp ấy. Nên là cái tệp của chúng ta, nếu mà chúng ta đang tập trung vào cái độ tuổi từ 18 cho đến 25 và đấy là những người đang quan tâm tới mối quan hệ, xây dựng mối quan hệ, thì chúng ta phải
chỉ viết email về những cái mối quan hệ thôi, chỉ thu về những người tập đấy thôi để chúng ta dễ chăm sóc, chứ chúng ta không có thu lộn xộn. Ông thì già cành rồi, ông thì xây dựng mối quan hệ trẻ thì không được, mà chúng ta chỉ cần tập trung vào một tệp để chúng ta dễ bán hơn. Bởi vì những người nào mà họ mua bí kíp để có người yêu thì đằng nào họ cũng mua bí kíp làm nào để hôn giỏi, hôn mà người yêu không thể nào quên được, đúng không? Thì đằng nào mình bán cái bí kíp mà hôn thì tỷ lệ mà mua hàng sẽ cao. Nếu anh em nghiên cứu ở trên Blackbank rồi sẽ thấy là đầy đủ mọi bí kíp luôn. Rồi sau khi hôn rồi thì bán luôn bí kíp là làm nào để kéo dài thời gian trong ABC gì đấy. Hiểu không? Tức là chúng ta có thể là bán được cái tệp đấy, chứ bây giờ không thể nào mình xây dựng mối quan hệ mà mình bán cho cái tệp mình, trong cái tệp đấy mình nói là ồ mày muốn kiếm tiền online không, là ai đâu thèm mua, đúng không? Là sai. Nên là cuối cùng là chúng ta cần, đây là một cái loại tài sản, có nhiều thể loại tài sản ở trong đấy. Nhưng mà hồi nãy Hương nói là mọi người không cần biết quá nhiều, chúng ta chỉ cần đắm chìm vào một thứ nào đấy. Đấy. Và như hồi nãy á, và ngày trước thì Hương cũng có chia sẻ một cái video level thứ nhất, đó là chúng ta bán trực tiếp. Level thứ hai đó là chúng ta xây dựng email marketing. Ở đây là Hương đang nói level thứ hai, nhớ không anh em? Có 4 level đấy. Thì đây là level thứ hai, là chúng ta sẽ phải xây dựng một cái tệp email marketing, mình chăm sóc họ mỗi ngày để chúng ta lưu giữ cái data khách hàng. Còn sau này á, level thứ ba, tức là sau khoảng cỡ 1 đến 2 năm mọi người làm internet marketing, chúng ta sẽ lên được cái level 3, tức là chúng ta cứ xây dần cho đến khoảng sau 2-3 năm thì chúng ta sẽ có được đa kênh. Ngoài cái việc xây dựng email marketing này, chúng ta sẽ có là YouTube, chúng ta sẽ có là fanpage, chúng ta sẽ có là Instagram, có YouTube, tức là có những cái kênh story, có TikTok luôn. Đấy, thì sau nhiều năm chúng ta sẽ có đa kênh như vậy. Như vậy thì bây giờ ngày hôm nay Hường đang nói, đang gửi ý cho anh em một cái trang gọi là trang Get Response, trang email marketing trên Get Response để anh em có thể nuôi. Thì Get Response nó không phải là email marketing, không chỉ là Get Response này, nó còn có ClickFunnels, có Infusion Shop, có EWB, có nhiều lắm. Nhưng mà Get Response là công cụ dễ sử dụng nhất cho người mới bắt đầu, và chúng ta có thể tìm thấy hướng dẫn rất là nhiều trên internet. Và ở cái kênh Nguyên của Hường cũng có video hướng dẫn về công cụ Get Response này nữa. Nên là anh em dễ sử dụng, và nó cho mình sử dụng miễn phí một tháng á. Nên là anh Nguyên có link affiliate marketing Get Response không, gửi vô ô chat cho anh em đăng ký miễn phí sử dụng 30 ngày chơi nè. Mọi người có thấy Hường đang làm affiliate marketing cho Get Response đâu? Cứ mỗi lần như thế Hường chia sẻ thì nhiều anh em vô đăng ký. Đấy, tại vì á mình thấy mình chia sẻ nhiệt tình cũng giúp đỡ mọi người trong quá trình mà mọi người làm chưa được đấy. Nên là hầu hết là Hường chia sẻ link thì anh em đều đăng ký rất là nhiệt tình ủng hộ là link affiliate marketing Get Response của Hường. Thành ra thì số lượng mà affiliate marketing mà Hường thu được mỗi tháng từ Get Response cũng rất là cao đấy. Nên là thôi bây giờ lỡ rồi thì anh em ủng hộ phát nữa. Thì để cái link affiliate marketing mọi người có ủng hộ nha. Nếu ông nào mà đăng ký Get Response nhớ để nó đăng ký từ link affiliate marketing của Hường nha. Thực tế là anh em đừng có nghĩ là trong cái bài chia sẻ này Hường bán hàng, bởi vì cái doanh số từ Get Response mà mọi người đăng ký ngày hôm nay không nhầm nhòi gì hết á. Nó có nhiều hết á. Nhưng mà bán hàng như hơi thở thì chúng ta mới giàu được. Mọi người biết không? Thôi bây giờ thì tí xíu nữa không nói, nhưng mà đại khái là mọi người đăng ký cái theo hướng dẫn. Anh Nguyên có gửi video đăng ký Get Response ở trong ấy rồi, anh em chút nhanh, Hường không hướng dẫn ở trong đây, tốn thời gian rảnh đúng không? Xem video được thì cần gì mình phải hướng dẫn trong đây. Nên là anh em cứ xem video đấy và làm theo, và nhớ ủng hộ cái người chia sẻ mình để vũ trụ mang đến những cái điều tốt đẹp hơn. Khi mà chúng ta biết ơn điều gì thì vũ trụ sẽ mang cái điều đấy đến với mình tiếp. Nên là đấy cũng là một cách mà Hường rất là cảm thấy welcome, rất là yêu thương nếu mọi người ủng hộ bằng cách là đăng ký cái Get Response. Bây giờ đăng ký chưa tốn tiền đâu, một tháng nữa nó mới tốn tiền. Một tháng nữa thì anh em có thể hủy hoặc là gia hạn thì mới tốn tiền, còn hủy thì thôi không có tốn tiền. Mà tóm lại là bây giờ đăng ký miễn phí không có tốn tiền để mà chúng ta thí nghiệm, chúng ta làm thiệt, chúng ta thí nghiệm gì, làm thiệt cái việc là chúng ta xây dựng cái hệ thống này để mà chúng ta đạt lên level 2. Ok nha anh em, phải quyết tâm ấy, chúng ta phải đi ra từ sức mạnh nội tâm, nỗ lực của mình, chứ không thể nào mà tạo động được động lực từ những người xung quanh được. Cảm ơn thầy giáo đẹp trai kìa. Rồi ok, có một cái điều bà Hường chia sẻ nữa, đó là có một cái câu thần chú ngày hôm nay nè, mọi người nghe thử, tự viết xuống vở nha. Hường viết này: nỗ lực để không phải nỗ lực. Ghi xuống đi, tối nay suy ngẫm gắt chân lên trán nghĩ thử. Nỗ lực để không phải nỗ lực có nghĩa là cái gì? Thằng Thánh đấy. Nỗ lực để không phải nỗ lực.
Nỗ lực để không phải nỗ lực. Nỗ lực để không phải nỗ lực. Anh em có hiểu câu này có nghĩa là gì không? Nỗ lực để không phải nỗ lực. Có nhiều ý nghĩa lắm anh em ạ. À. Thực ra mình nghe phát là mình sẽ nghĩ lên cái việc là ồ bây giờ mình nỗ lực tương lai sướng. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Đúng không? Câu này có nghĩa là khổ trước sướng sau thế mới giàu đúng không? Đấy. Thì thực ra nó còn một cái ý nghĩa nữa ấy. Đó là con người mình ấy nó có một cái sức mạnh hay lắm cả nhà. Có một cái sức mạnh hay ở chỗ đó là khi mà chúng ta quen làm việc với cái tần số đấy rồi á, thì chúng ta sẽ làm với tần số đấy và không có cảm giác nỗ lực nữa. Có nghĩa là nếu mà chúng ta làm việc quen với cái tần số chịu nhiều áp lực quá rồi, thì đủ lượng mình sẽ cảm thấy là bình thường. Sau này những cái áp lực như vậy đến nó không đủ đô. Hiểu ý không? Nên là nỗ lực để không phải nỗ lực. Có nghĩa là bây giờ khi mà chúng ta tần số của mình đang ở thấp, chắc chắn thường nghĩ là đa số chúng ta, hầu hết dân số Việt Nam, thế giới này chúng ta đang tần số làm việc ở mức độ thấp. Nên mà chỉ có 55% dân số trên thế giới họ chiếm 95% tài sản đấy. Họ giàu kết xù như thế chỉ có 5% thôi. Nên hầu hết chúng ta phải nói chắc chắn một điều đa số, và nếu mà hơn là các bạn không nằm trong số đấy thì càng tốt. Mà nếu mà xui, mà nếu mà bình thường giống như người khác thì chúng ta nằm ở trong cái là chúng ta đang hoạt động với tần số thấp. Thì khi mà chúng ta tần số thấp ấy, thì chúng ta hãy đẩy nó dành 21 ngày. Nghe không? Nghe quen không? 21 ngày để đẩy nó lên tần số cao. Đẩy hết sức mình ấy. Gọi là ví dụ như chưa bao giờ chạy bộ 15 cây một ngày. Mình đẩy nó lên 15 cây. Đấy, cũng hơi bị kinh nhưng mà nhiều người họ phải luyện 15 cây ngày. Thì đấy, thì mình đẩy nó lên cái tần số cao. Ví dụ như bây giờ mình đang làm việc với kiểu như làm một chút 30 phút hết bài mất tập trung, đúng không? Làm việc không tập trung, cái số 1, thờ ơ, rồi trì hoãn, rồi thích xem giải trí không chịu học tập, rồi là lười biếng, rồi ngủ dậy muộn, rồi ngủ nhiều. Tóm lại là có rất là nhiều cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta phải dành 21 ngày đẩy nó làm việc lên tần số cao, tức là bỏ bớt một số việc và làm thêm nhiều việc khác, bỏ bớt cái việc xem giải trí một số kênh và bắt đầu đọc sách, bỏ bớt cái việc là mình làm những thứ lảm nhảm lặt vặt trong ngày để chúng ta dành thời gian cho affiliate marketing, bỏ một cái điều gì đó để thay thế vào một cái thứ mới, và chúng ta làm cho chúng ta làm với tần số cao liên tục ít nhất là 21 ngày. Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt đến trạng thái, thực ra chưa đâu, 21 ngày là chưa đâu anh em ạ, à. Đừng có mơ. 21 ngày là mới biến nó thành thói quen thôi. Mới biến nó thành thói quen để mà chúng ta làm nó đỡ cực hơn. Nhưng mà muốn nó đi vào tiềm thức ấy, Hường sẽ chia sẻ sau vào tiềm thức nếu có cơ hội. Nhưng mà muốn để mà nó đi vào tiềm thức thì nó phải là bao nhiêu ngày anh em biết không? Anh em bình luận xuống phát, nếu mà ông nào mà biết rồi á, thì rất là tuyệt vời. Để nó đi vào tiềm thức mà để gọi là nỗ lực mà không cần phải nỗ lực. Đúng, chính xác, 90 ngày. Hoan hô bạn nào vậy? Ai đã chia sẻ 90 ngày? Chính xác là đó là phải ít nhất là 90 ngày để nó đi vào tiềm thức. Thì lúc đó chúng ta phải làm, chúng ta sẽ rơi vào cái trạng thái là nỗ lực mà không phải nỗ lực. Được không anh em? Hiểu ý chỗ này không? Nên là bây giờ chúng ta chưa thành công. Nếu mà chúng ta không chịu thay đổi trạng thái của mình, không tự xét cho chúng ta vào cái trạng thái là nỗ lực bây giờ ấy, không tự xét cho mình vào cái trạng thái nỗ lực bây giờ trong vòng ít nhất 90 ngày thì cuộc đời của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Mình cũng vẫn chỉ là những người bình thường, bởi vì chúng ta đang làm việc với cái tần số bình thường. Phải làm việc với cái tần số cao hơn. Tần số bình thường nó chắc chắn mọi người nó phải là một cái con người bình thường. Nhiều người người ta cố gắng 6 tháng giỏi hơn người khác cố gắng 5 năm bởi vì người ta làm việc với tần số cao. Làm việc với tần số cao có mệt không? Giai đoạn đầu mệt, nhưng khi nó vào tiềm thức rồi nó không mệt đâu. Thì đấy là gọi là nỗ lực để không phải nỗ lực. Nên là ngày hôm nay Hường muốn chia sẻ đó, đó là chúng ta phải làm việc với tần số cao hơn nữa. Trong vòng thời gian tới, tự xét cho mình tần số cao. Thực sự là nếu mà mình không làm được, mình không tự thiết lập cho mình làm việc ở tần số cao, phải chấp nhận cái cuộc đời này như vậy, và chúng ta sẽ không bao giờ có một cái sự thay đổi nào. Cho con cái, cho ba mẹ già rồi, rất là nhiều vấn đề, ai cũng vấn đề giống nhau hết đó. Nên nó là anh em không có làm việc với tần số cao hơn thì sẽ
sẽ không thay đổi cuộc đời mình, làm cũng như không thôi. Affiliate marketing hay là cái gì cũng vậy, anh em bây giờ có thể chọn cái gì khác ngoài affiliate marketing, không vấn đề gì cả, nhưng mà chúng ta phải thay đổi với cái tần số cao hơn liên tục 3 tháng, chính xác như vậy đó. Nên phải thay đổi đi. Bây giờ ông nào ngủ nhiều ngủ ít lại, ông nào đọc sách ít đọc sách nhiều vô. Đấy, những cái lúc nào mà stress, những cái lúc nào mà điên khùng nhất, những cái lúc nào mà không quản trị được cảm xúc của mình ấy, hãy đi đọc sách. Mọi người tìm thấy ở đấy nhiều cái sự nghiện ngập lắm. Nghiện ngập đọc sách, nghiện ngập về kiến thức ấy. Chúng ta thay đổi một thời gian thì kiến thức của mình thay đổi, cuộc đời sẽ thay đổi thôi. Rồi thì anh em tí nữa, việc đầu tiên sau khi tắt cái Zoom này đó là cái gì anh em biết không? Đó là đăng ký và học làm cái Get Response, cái video anh Nguyên mới gửi đấy. Thì anh em làm theo nha. Ấy, hồi nãy á, thì anh em làm theo. Đây là lý do có lớp 90 ngày. Đúng rồi đó. Ngô Đình Hải hay đó. Thì làm việc với tần số cao. Đăng story câu nỗ lực không? Đúng. Nỗ lực để không phải nỗ lực. Hãy nhớ điều này. Anh em mà không rèn cho mình 90 ngày á, thì cả cuộc đời này chúng ta sẽ sống ở trong sự vật vả, vật vờ, sống lờ đờ, không biết đi về đâu. Nói chung là cuộc đời mà của những người không nỗ lực ấy nó chán lắm. Nó lờ đờ, nó lười lười, nó trì hoãn nữa. Tóm lại là lúc nào mình cũng sống ở trong trạng thái tội lỗi hết đó cả nhà. Lúc nào mình cũng cảm thấy sống ở trong trạng thái tội lỗi, đó là mình đã không cố gắng hết mình. Mình đã không làm được điều này cho người này, mình không làm được điều này cho con cái, cho bố mẹ, không làm được cho chính mình không đạt được cái điều giống như những người xung quanh mình. Nên là lúc nào mình cũng sống trong trạng thái tội lỗi. Hường không biết mọi người như vậy có như vậy không, nhưng Hường không nỗ lực ấy, Hường mà trở nên lười biếng hay là mình cảm thấy không phải là mình cảm thấy tội lỗi lắm. Nên một á, là mình phải hạ thấp cái tiêu chuẩn bản thân ở bên dưới. Hai là nâng cao tiêu chuẩn bản thân lên. Nhưng Hường sẽ chọn cách là nâng cao tiêu chuẩn bản thân lên, và chúng ta phải nỗ lực hơn để đạt được cái tiêu chuẩn bản thân. Chứ không thể nào mà hạ tiêu chuẩn bản thân xuống được. Hạ tiêu chuẩn bản thân xuống được, mình nghĩ là mình là người xuất sắc thì thôi. Bây giờ đỡ phải tội lỗi thì chúng ta nghĩ thôi mình là một con người tệ hại cho rồi, chấp nhận điều đấy cho rồi. Để sống một cuộc đời đi qua rồi, đúng không? Hãy đọc nhiều cuốn sách đi. Có nhiều cái cuốn sách là thú vị lắm anh em. Thì ở trong đây cũng vậy nè. Trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay hàng tuần ấy, Hường cũng muốn là thứ nhất là anh em học với cái tinh thần tốt nhất, mở video lên học cho hoành tráng. Mở video lên cũng là một cái mình báo hiệu cho vũ trụ là chúng ta đang nỗ lực thay đổi bản thân ấy. Chúng ta tắt video, chúng ta làm việc riêng, nằm lên giường để cái điện thoại đấy nghe, ngủ hay là làm việc riêng, đó là chúng ta đang sống, mà gọi là sống không hiện hữu. Sống không hiện hữu và sống không có, tức là không có trân trọng cái giây phút này. Chúng ta đang ở nơi này nhưng mà lại nghĩ về nơi khác, đang làm việc này nhưng mà nghĩ về việc khác, không tập trung. Đang cùng người này nhưng mà lại nghĩ về việc khác, đứng núi này trông núi nọ. Một người thiếu cái sự tập trung là không bao giờ thành công được cả nhà. Mình phải tập trung 100%, nói thiếu sự tập trung đó là mình đi đến cái chỗ thất bại rồi. Nên là làm cái việc gì, một là thôi tắt Zoom đi ra luôn, hai là học thì học tập trung 100%. Chứ ai đâu mà học mà làm một lúc hai việc, có thần thánh nào, có Napoleon thì cũng không làm được điều đấy đâu. Đấy là cái thứ nhất, là yếu tố cái đầu tiên, là lý do tại sao mà chúng ta cần phải mở video lên. Cái lý do thứ hai á, thì phải là những người nào mà chủ doanh nghiệp ấy. Anh em chủ doanh nghiệp thì mọi người mới có một cái, trong BNI thì có một cái câu, sự hiện diện là uy tín. Hiện diện là uy tín. Người ta phải trả tiền, người ta phải dành thời gian, người ta vô ngồi đấy để người ta để đối tác của mình nhìn thấy mình, để khách hàng của mình nhìn thấy mình, nó tìm mọi cách để họ nhìn thấy mình thường xuyên. Chỉ để là trả nhiều tiền chỉ để họ nhìn thấy mình thường xuyên thôi. Bởi vì sự hiện diện thì nó tạo nên uy tín. Đó là một cái cách vô hình thôi. Một cái người nào mà hiện diện nhiều thì uy tín họ nhiều, và nó cũng đúng thôi. Bởi vì một cái người không dám chia sẻ mình, không hiện diện nhiều thì họ thường làm những cái điều nào đấy nó ý là cái tỷ lệ hơn không nói tất cả, nhưng mà khả năng những người hiện diện nhiều họ làm những cái việc sai trái nó ít hơn so với những người mà cứ nấp không có chịu xây dựng thương hiệu cá nhân. Những người mà xây dựng thương hiệu cá nhân, họ đặt cái thương hiệu cá nhân của họ lên trên, họ coi trọng cái thương hiệu của họ, nên là chắc chắn là mình sẽ tin tưởng hơn rồi. Họ không có phải là họ vì mấy chục triệu, vì trăm triệu, vì bao nhiêu tiền đấy mà họ đánh mất cái thương hiệu cá nhân của họ. Nên là mình có thể là thoải mái, mình có thể ok, có thể là tin tưởng được trong một số dự án, mình không có phải lo bị mất hay gì cả. Nên là cái sự hiện diện là rất quan trọng. Người ta trả tiền để được hiện diện. Tại sao anh em ở đây không có hiện diện? Bởi vì là người ta có câu là xa mặt cách lòng ấy. Mình không xuất hiện trong cuộc đời của người khác tự nhiên ấy.
tự nhiên lúc mà mình gặp nhau đúng không, mình nghĩ rất là nhiều tốt đẹp về nhau, đến lúc mà không có gặp nhau nữa, mọi người có thấy là lâu lâu chúng ta sẽ xuất hiện một cái tiếng nói nhỏ trong đầu, xuất hiện trong đầu đó là cái người này mình thiếu tin tưởng, hoặc là tự nhiên mình thấy ghét rồi đâu. Tự nhiên gọi là tự nhiên thấy ghét mà không hiểu tại sao, bởi vì thiếu cái sự hiện diện à. Đấy, nên là khuyến khích là anh em mà hiện diện nhiều hơn để mà chúng ta tìm một cái đội nhóm học tập hiệu quả hơn. Và chúng ta cũng là nó cũng là cơ hội để nhiều người biết đến mình đấy. Như trong đây nhiều anh em thấy vậy chứ, mình cũng biết chưa, hôm nay có nhiều người nhìn nửa mặt cái đằng sau nhìn là thấy có những cái nụ cười. Ở đây có một cái nụ cười của một em rồi đấy, mà em mới cười. Không biết là bao nhiêu tuổi rồi, Phạm Văn Nguyễn à? Phạm Văn Nguyễn, Nguyễn Văn Phạm à? Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em chào mọi người, em tên Phạm Nguyễn. Em mới 15 tuổi. Trời ơi, nhìn cute phô bay que quá thì làm chi. Học như một đứa trẻ. Nghe mọi người có bao giờ nghe học như một đứa trẻ không? Đúng là một đứa trẻ học chứ nó. Tức là em ấy học mà mình có cảm giác nó rất là tạo nguồn cảm hứng cho Hường ấy. Thực sự là mình nhìn vào em đó, mình rất là tạo nguồn cảm hứng, bởi vì em ấy cười rất là tươi và rất là ngây thơ. Trong học chép bài chăm chỉ, rồi nói chung là cũng hăng hái nỗ lực hết mình. Hồi nãy vô Zoom mà chui vô trước, Zoom chưa mở nó chui vô rồi. Thì đấy là một cái tinh thần học như những đứa trẻ. Thứ nhất là tin cho chính mình giỏi hơn, và cái điều thứ hai á là cũng tạo cảm hứng cho người chia sẻ. Mọi người biết không, và Hường ấy là Hường không giỏi về internet marketing đâu, mình học như một đứa trẻ, thế nên là mình có những kết quả tuyệt vời hơn, sớm hơn cho những người quá giỏi. Và hầu như sau nhiều năm đào tạo thì mình thấy nè, ông nào á mà chui vào internet marketing, vào cái khóa học mà Hường hướng dẫn chuyên sâu ấy, và ông nào á mà xuất phát từ mấy cái ngành mà giống kiểu ngân hàng, chả biết gì internet, hay mấy cái ông nào trên trời rơi xuống chưa biết gì về internet marketing được các kiểu ấy, thì lại làm tốt. Công nhận mọi người, thật sự là họ học với tinh thần một đứa trẻ. Còn cái ông nào mà quá giỏi đúng không, cái gì cũng biết hết rồi, tại sao vô đây làm không được, Hường cũng không hiểu tại sao, không lý giải được. Nhưng những ông nào mà zero, không có biết cái motor gì hết, thì vô kết quả cao hơn, chắc chắn là như vậy. Nên là có nhiều cái nó hài hước lắm, là chúng ta học với tinh thần một đứa trẻ. Đấy, thì ngày hôm nay Hường hy vọng là sẽ mang lại nhiều kiến thức cho anh em. Và cái ngày hôm nay có một cái bài tập rất là lớn, Hường đưa ra một cái bài tập lớn để chúng ta tự nghiên cứu ấy, chứ không ai đâu mà bây giờ Hường dạy mấy ngày nó cũng không có xong. Đó là chúng ta phải học về email marketing. Nên là từ đây đến tuần sau là anh em phải rành về cái công cụ email marketing, rành chắc chắn luôn. Nói chung là tự tìm hiểu, tự làm gì đó làm, miễn sao rành email marketing. Hường bây giờ mà ngồi đây mà hướng dẫn làm thế nào nữa đâu, rảnh đạn vậy. giờ lên mạng tìm hiểu, đằng nào cũng phải học đâu. Cả cuộc đời này muốn dấn thân vào internet marketing thì chúng ta phải học về email, phải gửi thư tự động, phải sở hữu cái data khách hàng thôi. Thì bây giờ lên học đi, từ đây tuần sau phân thời gian ra học, từ đây tuần sau là thông thủ tất cả mọi tính năng ở trên GetResponse. Ok không anh em? Ok phát, ok để Hường biết. Ok đi, ok đồng nhất phát, chụp hình phát đi. Ok 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 rồi ok nha. Rồi như vậy đủ không anh em? Một tuần để nghiên cứu cái đấy là thực sự sâu, chứ không cần hời hợt đâu. Sống sâu sắc cho một tí, sống hời hợt là cái gì? Nên là không cần phải học quá nhiều. Trời sao học ít quá vậy, học có mỗi cái ghé để spawn nói cả buổi. No. Chúng ta phải là đi nghiên cứu thật là sâu, phải là kỹ vô. Được không anh em? Kỹ vô và để như nào? Khi mà chúng ta kỹ á, thì cái kỹ năng, cái não bộ chúng ta sẽ tự connect tất cả mọi thứ lại với nhau. Khi mà mọi người hiểu không? Giống kiểu ngày xưa mình đi trả bài cô ấy, trời ơi, có hôm nào mà mình học kỹ bài mình hiểu rồi chứ. Trời ơi, cô ấy, trời ơi, muốn xung phong cũng hết sức. Bởi vì mình muốn được nói ra những cái điều mình hiểu. Thì khi mà mình thực sự mình hiểu một cái vấn đề nào đấy, thì cái sự sáng tạo của chúng ta lên không? Sáng tạo lên rất là cao. Bởi vì là chúng ta đã hiểu rồi á, tự nhiên chúng ta, não của chúng ta nó thích lắm. Nó sáng tạo ra nhiều thứ hay ho lắm. Nên là anh em đừng có làm theo kiểu là copy hay học vẹt hay học copy. Thế vì thấy người ta làm thì cũng làm, thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được những thứ hay ho, sáng tạo được. Nên là phải thực sự đắm chìm. Đấy. Rồi, bây giờ ai muốn chia sẻ, dành một vài phút để một vài anh em chia sẻ đi. Đây là không gọi là những người trẻ đâu. Chỉ có những, mọi người có thấy là mấy đứa 3 tuổi không? Cô em làm lớp trưởng cho. Cô em làm lớp trưởng cho. Đấy, đấy mới là tinh thần của những người trẻ. Còn bên đây là mình học với tinh thần là bộ óc đầy sạn rồi. Ý Hường là bộ óc của chúng ta đã chứa quá nhiều rồi, chúng ta không còn ngây thơ như những đứa trẻ. Quá nhiều thứ trong đầu rồi, quá nhiều thứ làm cho chúng ta không còn là một đứa trẻ. Nhưng mà nếu mà mọi người như này nè, Hường chia sẻ thêm ngoài lề thôi, đó là bây giờ nếu mà chúng ta đang thiếu tiền ấy, thì chúng ta chỉ nghĩ về tiền, ví dụ vậy.
Và nếu mà chúng ta nghĩ về nhiều thứ khác trong cuộc đời nữa, nó sẽ có những cái tập kiểu như hành trình, kiểu như là thức tỉnh ấy, hành trình thức tỉnh kiểu như hành trình đấy, thì chúng ta sẽ hiểu hơn những cái quan điểm sống nó nói về chúng ta là một, chúng ta là những người gọi là suy cho cùng ấy, thì chúng ta cũng về với những cái giống như kiểu mình cứ cố gắng, mình sinh ra là một đứa trẻ, mình lớn lên, mình quá nhiều trải nghiệm, mình là một con người đầy rẫy những thứ, rồi cuối cùng mình cũng lại về lại một đứa trẻ thôi. nên kết cục cuộc đời này nó cũng là một cái đứa trẻ, đó là một cái mục đích đến. Nên là ai quan tâm thì có thể tìm hiểu những cuốn sách như là Hành trình về phương Đông, hay là cái gì nhỉ, Hành trình phương Đông hay Muôn kiếp nhân sinh, hay là một cuốn sách của một người mới ra, đó là Hành trình thức tỉnh. Thế là nó nói về cái đấy hay lắm. Nên là cuối cùng thì chúng ta cũng về những đứa trẻ, nên là cứ cao siêu làm cái gì đâu. Cuối cùng chúng ta cũng về những đứa trẻ thôi, nơi chúng ta bắt đầu, chúng ta sinh ra từ đất rồi cũng về với đất thôi. Nói chung là trong cái hành trình này á, cái điều quan trọng nhất á là mọi người phải điều khiển cái đây của mình. Nhớ nha, phải điều khiển cái đây của mình. Nên là trong buổi chia sẻ sau ấy, thì Hường sẽ chia sẻ về kiến thức, skill là một phần, nhưng cái phần, một cái phần rất là quan trọng Hường cũng muốn chia sẻ với mọi người, đó là cái làm nào để điều khiển được cái não bộ của mình, nó hoạt động theo cái điều mình muốn. Còn nếu mà anh em không điều khiển được cái tài sản quý giá của mình, chỉ có khúc như này thôi, mà tạo ra triệu đô, tỷ đô, hoặc là vài trăm ngàn cũng không có, thì nó nằm ở đây, phải điều khiển cho đúng. Đấy, thì đấy là một số kinh nghiệm Hường biết, một số cái thực sự là rất hay ho đấy, Hường sẽ chia sẻ lại theo như những buổi sau, có cơ hội sẽ thực sự chia sẻ tới sáng được. Hường có đam mê nói về những cái điều mà điều khiển được cái não bộ của mình, như vậy thì mình mới thành công được. Có ai giơ tay hả? Trời ơi, giơ tay kì chỗ mình không chịu giơ tay, mình thấy người ta ngơ chay mình mừng ạ. Có người giơ tay kì cô giáo, mình này mà không chịu giơ tay đâu, mà có người giơ tay mình mừng. Rồi ok, Khoa vợ với Thảo Nguyễn hả? Khoa chia sẻ trước đây rồi, anh Khoa chia sẻ trước đi. Rồi chào mọi người, thì hôm nay chắc có thể học khá là nhiều, không phải học về những cái gọi là cái how to, mà học về cái why, khá là nhiều từ nguyên. Và Hường thì chắc có phần là gọi là cái hay nhất mà mình thấy hôm nay học được, đó chính là 90 ngày. Tại vì thật sự mà nói cái vấn đề này, cái lúc mình đầu mình làm quen á, thì cái thời gian nào rất là khó, đặc biệt cái tuần đầu mình làm đẻ ra một ngày cố gắng đẻ video thật sự rất là khó. Thì giờ sau một tháng đi, thì cái việc đẻ video nó cực kỳ đơn giản, ví dụ như bắt đầu một tiếng đến tiếng rưỡi là xong một video. Thì đó là một cái mình cũng thấy rất là hay. Và còn một cái ý nữa để mình nói lại, thêm một cái nữa là cái sự hiện diện. Thì nãy Hường vừa mới chia sẻ là phải hiện diện, thì mình cố gắng hiện diện với mọi người để mọi người thấy mình, có gì có thể là mốt sau này chúng ta có cơ hội chúng ta gặp nhau, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Thì cái đó là hai cái mình thấy học nhất hôm nay. Cảm ơn Hường và mọi người. Cảm ơn anh Khoa Võ. Rồi tiếp xin mời Thảo Nguyễn. Nói chung là hôm nay buổi đầu tiên học cho mày đã, sau khi nghe thầy và cô chia sẻ thì đã tiếp dẫn rất là nhiều năng lượng cho em để em tiến tới cái công việc này. Nói chung là bài học thì có quá nhiều ý hay, em bây giờ em đang phân vân, em không biết là ý nào là hay nhất trong bài học luôn. Nhiều thứ quá, nhưng mà chỉ ít là sau bài học này thì có thể là em cũng đã biết được là sang tuần tới hoặc là ngay trong ngày mai là em có thể làm gì rồi. Thì cảm ơn thầy và cô rất là nhiều ạ. Cảm ơn Thảo Nguyễn. Vậy thì chương trình của chúng ta kết thúc ở đây, và chúng ta sẽ gặp lại ở tuần sau với cái sự rất là giỏi về guest response nha anh em.